Thưa quý vị, nếu phần thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2023 của người lao động thấp hơn khoản đã tạm khấu trừ, thì người lao động được hoàn thuế. Những doanh nghiệp bất động sản khó khăn sẽ được giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ. Quý vị đang theo dõi Nhịp sống kinh tế và ngay sau đây là phần tin thị trường. Mặt hàng dâu tây giá rẻ đang được giao bán tại các cửa hàng cũng như ở các shop online. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần kiểm tra rõ nguồn gốc để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng. Được quảng cáo là dâu tây Sơn La hay dâu nhập khẩu, mặt hàng dâu tây hiện đang có mức giá khá rẻ. Loại dâu VIP giá đầu mùa gần 1 triệu đồng 1 kg thì nay giảm còn từ 125 đến 150 nghìn đồng 1 kg. Dâu quả to có giá từ 450 đến 500 nghìn đồng 1 kg thì nay chỉ còn 100 đến 110 nghìn đồng 1 kg. Hiện dâu tây Sơn La, Mộc Châu đang vào chính vụ nên có mức giá tốt, tuy nhiên vẫn cao hơn so với các loại dâu tây Trung Quốc. Bởi vậy, không ít tiểu thương lợi dụng thời điểm này để nhập dâu tây Trung Quốc rồi đội lốt dâu Sơn La, dâu Mộc Châu để bán kiếm lời. Vì vậy, người mua cần cẩn trọng để tránh mua phải hàng kém chất lượng. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi so với tuần trước, trong khi giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ nới rộng đà giảm trong tuần này do nhu cầu từ các nước nhập khẩu chính giảm mạnh. Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 385-390 đô la Mỹ một tấn trong tuần này so với mức giá 390-395 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước, mức giảm sâu nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm được giao dịch ở mức 440-445 đô la Mỹ một tấn, không đổi so với tuần trước. Các thương nhân cho biết, vụ thu hoạch đông xuân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đạt đỉnh điểm, giúp tăng nguồn cung trong nước nhưng không ảnh hưởng đến giá gạo do nhu cầu dự kiến sẽ mạnh. Theo dữ liệu Tổng cục Hải quan công bố, Việt Nam đã xuất khẩu 534.607 tấn gạo trong tháng 2 năm 2023. Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy, 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập hơn 1,92 triệu tấn xăng dầu thành phẩm, 1,8 triệu tấn dầu thô, kim ngạch gần 3 tỷ đô la Mỹ. 2 tháng qua, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 1,92 triệu tấn xăng dầu, giá trị 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,1% về lượng và tăng 56,3% về trị giá. Dầu thô nhập về có giá trị hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 100% so với cùng kỳ năm trước. Về dầu thô, Việt Nam nhập khẩu 10,6 triệu tấn, trị giá gần 8,2 tỷ đô la Mỹ, tăng lần lượt 6% và 57% so với năm 2021. Như vậy, tổng chi nhập xăng dầu thành phẩm và dầu thô năm 2022 đã vượt 17 tỷ đô la Mỹ. Năm 2023, Bộ Công Thương thực hiện phân giao tổng nguồn xăng dầu cho các doanh nghiệp ở mức 27,34 triệu mét khối tấn, tăng 15% so với số phân giao của năm 2023 nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2 đề xuất ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu triển khai. Ngay sau khi các hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương đồng loạt kiến nghị, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm 50% phí trước bạ với xe ô tô trong nước đăng ký lần đầu. Về đề xuất ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt, theo hướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan nghiên cứu chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20 tháng 3. Những khoản tiền trợ cấp thất nghiệp hay những khoản thu nhập được nhận trước khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% có thể nhận lại trong trường hợp cá nhân thực hiện quyết toán thuế và nộp thừa. Theo Tổng cục Thuế, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 đối với tổ chức chậm nhất là ngày 31 tháng 3, đối với cá nhân chậm nhất là ngày 30 tháng 4. Các đối tượng phải nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân gồm tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền mà không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không. Đối với việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm thực hiện quyết toán thuế. Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế khi có số thuế phải nộp, nộp thừa, đề nghị hoàn, bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Mặc dù đóng góp của khu vực công vào tăng trưởng còn hạn chế do việc triển khai các chương trình đầu tư công còn yếu kém, các chuyên gia Ngân hàng Thế giới khẳng định Việt Nam hiện vẫn còn dư địa để triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Báo cáo điểm lại tháng 3 năm 2023 của Ngân hàng Thế giới nhận định, kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022 với mức tăng trưởng đạt 8%, vượt mức trung bình 7,1% trong giai đoạn 2016-2019. Tăng trưởng dự kiến sẽ tăng lên 6,5% vào năm 2024 khi các nền kinh tế đang là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam phục hồi. Do đó, thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công trọng điểm là chìa khóa tăng trưởng trong cả ngắn và dài hạn. Đồng thời, chính sách tài khóa và tiền tệ phải đồng bộ để bảo đảm hỗ trợ nền kinh tế.
Theo nghị quyết số 33 vừa ban hành, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ. Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để chỉ đạo các ngân hàng thương mại, trong đó chủ lực là 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Gói tín dụng được triển khai cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, vay với lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất cho vay chung và dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại trên thị trường. Theo các chuyên gia, quy định của luật nhà ở cần nêu rõ thời hạn sở hữu nhà chung cư khi bán nhà, cần công khai minh bạch giữa quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất. Nhà chung cư đang có hai loại, sở hữu 50 năm và sở hữu vĩnh viễn với giá mua khác nhau. Các chuyên gia nhận định, nếu không xử lý thỏa đáng, hậu quả của việc chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư sẽ khiến thị trường bất động sản kém sôi động, người dân sẽ không nhiệt tình với sản phẩm này. Trong khi đó, ở nhà chung cư được xem là xu hướng sống của thế giới nhằm xóa bỏ nhà ở manh mún nhỏ lẻ. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục rà soát các dự án luật để chỉnh lý, bổ sung, bảo đảm tính hợp hiến cũng như quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người dân và doanh nghiệp. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản. Hai nút thắt chính của thị trường là vướng mắc pháp lý và nghẽn dòng tiền sẽ được tháo gỡ. Theo nghị quyết mới của Chính phủ, những doanh nghiệp bất động sản khó khăn sẽ được giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ. Các dự án đáp ứng nhu cầu thực của người dân có hiệu quả, thanh khoản tốt như nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, văn phòng cho thuê, bất động sản phục vụ sản xuất, công nghiệp, du lịch cũng được tạo điều kiện cho vay vốn. Ngoài ra, các dự án bất động sản có đủ điều kiện pháp lý, khả năng tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch trả nợ cũng sẽ được tạo điều kiện tiếp cận tín dụng. Chính phủ yêu cầu các ngân hàng đánh giá tình hình của doanh nghiệp để điều chỉnh điều kiện cho vay mà không đánh đồng chính sách với các dự án rủi ro. Thông tin vừa rồi cũng khép lại những sống kinh tế hôm nay. Chương trình phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 trên truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.